đẹp quá cô ơi. Đã thiệt. Trời ơi, mày làm cái gì mày nhiễu nhão cái ghê gì đâu có thiệt á. Cái gì? Trời, cái tướng ta đẹp gần chết luôn á. Qua cái tướng này thấy ghê, thấy ghê. Nguyên Dũng quá mày ơi, Nguyên Dũng quá. Mẹ ngốt Nguyên Dũng á, chết rồi đó. Cái chừng trúng gió chết tới ba cô ơi. Cô xả đi cô. Xả ra được không? Xả ra nè. Dạ, giới thiệu với cô, tụi con nay vô đây xin học nhảy. Dạ. Tụi con đam mê học nhảy á. Con mê học nhảy nhỏ, con mê lắm. Mày xưng con với ai vậy? Xưng con với cô, mà thật sự mà. Mày điên cái vậy, mày con của má mày hợp lý hơn mày hiểu không? Có, mày vô duyên quá, tự nhiên mày làm nhục đó. Cô. Thôi thôi, đừng gọi là cô, đừng xưng con, già quá. Dạ, mình tôn sư trọng đạo mà. Cô qua cho tụi con vô học được không? Rồi. À, cho tụi con học nha cô. Dạ. Ok, vô học đi. Đi. Dạ. Con vô học. Động tác đầu tiên, vô. Mấy bạn vô vị trí. À, bây giờ phải làm gì mấy bạn? Vô vị trí. Không, tao chứ, tao già, cho tao vô trước đi. Mày điên quá, mày già xương cốt, mày yếu mấy cái động tác này khó, mày hiểu không? Mày để tao. Không. Mày để tao. Ôi trời ơi, diễn mất gừng của tao. Dạ cô. Làm gì vậy? Thì cô là hình, con là bóng, cô đọc cái gì cô làm theo cái đó. Đi ra phía trước đi. Thấy chưa, thấy chưa? Mày tuổi trẻ mà tài mà không có cao cái gì đó. Sao vậy? Để cô chửi cô gầy mày kìa. Đồ học sinh yếu kém. Đi ra đi. Yếu kém vô dụng không có làm được cái gì hết. Mới có 2 giây vậy. Ai gì ai. Thế tao. Không ai gì. Ý là cô giận mày. Cô nói mày tự nhiên đứng sao. Nắm tay gì. Đúng không cô? Nắm sai tay. Sai cô. Đúng không? Sai đúng không? Đúng không? Đứng mà nắm tay gì không đúng. Ý cô nói là mình phải ra trước. Đó. Mình nhìn thẳng vô mặt cô. Đúng không? Nhìn thẳng vô mặt cô, mình tâm sự cô. Còn nếu như không được thì mình có thể mình đứng ngang. Rồi mình ghét nhái. Mình nói chuyện với cô. Nói đúng không cô? À, con hiểu rồi cô. Nãy giờ con không biết, con xin lỗi. Chánh đa tới tao. Đưa luôn. Là bây giờ là có nghĩa là bây giờ là gác dai đúng không? Gác dai. Dạ, thì cô gác dai cho sức qua con. Đó. Thơm. Rồi bây giờ đúng chưa cô? Cô thấy hợp lý hả? Anh bị sao vậy? Sai nữa hả cô? Sai sao không sai? Tao sai nữa. Cái học mà làm như học nhảy mà làm như nhảy đầm vậy trời. Chưa có kinh nghiệm. Thí dụ nè, phải biết kinh nghiệm của nó. Em nói đúng nè cô. Thí dụ nhảy đầm đúng không? Nhảy đầm thí dụ như vậy. Đó, cô dịnh em đi. Đó, cái tay này đây. Đó, phải sát vô chút xíu. Cái tay để vậy nè. Đó, mới là nhảy đầm. Hiểu không? Rồi. Con cái của mày là tào lao. Thậm chí mà thân thiện hơn. Thân thiện hơn là gì? Cô em nói đúng nè. Thí dụ cô ôm cái bụng nè. Cô ôm nè. Đó, như vậy là nhảy đầm. Con hiểu rồi. Bây giờ con không biết, con xin lỗi cô. Là có nghĩa là cái vai này ôm eo tao. Ôm đúng rồi. Còn cái tay này. Cái tay này. Ôm tao chứ. Ôm tao nè. Đó. Mày bậy rồi. Đi ra đi. Mày để tao. Gì vậy? Trời ơi. Cô đừng chống cự nữa. Để tụi con tập. Tụi con tập không được là do cô nha. Do cô đó. Bị điên hả? Nghiêm túc đi. Giỡn đủ chưa? Dạ đủ rồi. Đủ rồi. Đi vô. Dạ. Biết rồi. Cái nét giận bén quá. Cô mùi ỏi xà lị thơm quá. Ôi trái cây mới nhúng rồi. Đó cô. Hai bạn này nè cô. Hai cái bạn này. Trời ơi, chết với tao rồi. Chết nè, tao thử dụng. Trời ơi. Tao khóc được cái ổi rồi. Tao chấp được ăn ổi nhưng mà tao không ăn đâu, tao gặm ổi thôi. Ôi trời ơi. Chết, tao đặt rần trong người ra mày ơi. Trời ơi, còn mày đặt thay đồ. Mới có mấy bút mày đặt thay đồ nữa. Mày đặt làm tóc. Ủa tóc Michael. Trái ổi xá lị của tôi. Trái ổi xá lị của tôi. Ổi đâu là mướp? Ủa ổi đâu? Sao có mướp đây vậy? Sao cô giáo tôi đâu? Hai trái ổi xá lị tôi đâu? Cô giáo cái gì? Tôi cô giáo đây nè. Vô đền. Hey!